Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vắt kiệt sức người bán vé số dạo đổ vào biệt phủ lộng lẫy của quan to Cờ bạc là ngành công nghiệp móc túi người có máu đỏ đen Người dân bỏ sức lao động ra kiếm tiền Máu đỏ đen xui và khiến người ta đổ tiền vào cờ bạc Từ ngành công nghiệp cờ bạc ra đời không biết cờ bạc có từ bao giờ Tuy nhiên có thể khẳng định ngành cờ bạc có trước cả chế độ phong kiến Nghĩa là từ rất lâu rồi cờ bạc đã xuất hiện trên trái đất này đối với người chơi thì khả năng thua cao hơn là thắng tuy nhiên đối với nhà cái là thắng chứ không thua về lâu dài nhà cái thì luôn thắng đó là lý do tại sao bọn xã hội đen nhảy vào ngành công nghiệp cờ bạc đã tổ chức đánh bạc thì nhà cái ngày một giàu hơn vắt kiệt sức dần bán vé số dạo chế độ của đảng cộng sản việt nam xem cờ bạc là tệ nạn xã hội Tuy nhiên chính họ cũng không cưỡng lại sức hút của ngành cờ bạc, đặc biệt là vai trò của nhà cái. Mô hình công ty sổ số kiến thiết ra đời là để nhà nước vơ vét tiền trong túi của dân thông qua ngành cờ bạc. Để hợp thức hóa một trò chơi mà họ tự xem là tệ nạn do chính họ bày ra thì họ lại gắn thêm từ kiến thiết vào sau từ sổ số mặc dù các công ty sổ số chẳng bỏ ra xu nào để mà kiến thiết quốc gia cả ngành sổ số là ngành hốt tiền dân đỏ đen để mà phát thưởng. Hiện nay, cơ cấu trao sổ số kiến thiết là 38% trên tổng thu nhập từ tiền bán vé số, nghĩa là bán ra 100 tỷ đồng, chỉ phát thưởng có 38 tỷ đồng cho tất cả các giải. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp vé chúng nằm trong số vé ế nên nhà cái còn được lợi lớn hơn nữa. Hầu hết, khi vé ế được trả về thì nhà cái vẫn có lợi nhuận rất lớn, chứ không bao giờ lỗ cả từ 20 năm trước trò thao túng trường quay sổ số đã lộng hành. Những năm gần đây, sổ số truyền thống vắng hẳn người trúng giải độc đắc, mặc dù người bán vé số ngày một đông hơn từ Bắc đến Nam. Có người cho chúng tôi biết, thực tế hiện nay rất khó có chuyện quay số ngẫu nhiên mà kết quả sổ số chỉ là kịch bản. Nhà cái hoàn toàn có thể điều khiển được kết quả mở thường, mặc dù có các ban ngành chứng kiến màn quay sổ số. Đó là một trong lý do khiến cho trường hợp trúng số độc đắc ít hẳn đi. Cách đây 20 năm, tỉnh Long An đã từng rung động vì vụ án thao túng trường quay sổ số, số kiến thiết Long An. Vụ án này đã khởi tố 17 bị cáo, tuy nhiên 17 bị cáo này toàn là tốt thí. Những kẻ chủ mưu thao túng vẫn nhẫn nhờ ngoài vòng pháp luật. Kể từ đó, hiện tượng thao túng trở nên tinh vi hơn rất nhiều, chứ không lộ liễu như trường hợp ở tỉnh Long An trước đây khi trưởng quay bị thao túng thì nhóm chùm trong các công ty sổ số kiến thiết có thể bán thông tin cho các tụ điểm đánh đề để mà kiếm lời đồng thời họ cũng có thể cho người nhà hoặc người thân của họ trúng số thậm chí là cho các con chốt của họ trúng số rồi sau đó người trúng trên danh nghĩa phải trả lại giải thưởng cho nhóm thao túng kết quả có rất nhiều cách để mà kiếm tiền từ hành vi thao túng kết quả sổ số xiết cổ dân bán vé sổ số dạo để mà quan chức hút tiền khủng. Vào tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Văn Minh, 66 tuổi, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, tức là công ty sổ số Đồng Nai, 5 năm 6 tháng tù giam, và Nguyễn Thị Thùy Oanh, 64 tuổi, cựu kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng tài vụ, công ty sổ số Đồng Nai, 5 năm tù giam cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Những người này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 78 tỷ đồng. Nhà cửa của quan chức ngành sổ số thường là biệt phủ rất rộng lớn, nguyên nhân cũng vì họ ăn đậm như thế. Hiện nay các công ty sổ số, số đang ép người bán vé số dạo phải ôm vé ế, mặc dù mục đích là để công ty sổ số, số có nhiều lợi nhuận hơn nữa và để quan chức ngành sổ số có thêm biệt phủ. Ngoài các quan ngành sổ số, các quan chức khác cũng được lót tay không ít. Ngày nay không ai ăn một mình cả, mà họ ăn cả tập đoàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình hình trực tiếp với bản tin Vắt kiệt sức người bán vé số dạo đổ vào biệt phủ lộng lẫy của quan to. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và ấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngày khóc chấn thành bỗng thốt cầu lấy lòng chính quyền bị chạm lọc nghệ sĩ có lúc nói lời dối trá nhưng cũng có lời nói thật ở xứ Việt Nam lời nói dối trá được trau chuốt thì lại được ủng hộ nhưng với những lời nói thật thì hãy cẩn thận bởi sự thật ở đất nước này gặp rất nhiều cấm kỵ, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm, bởi nó có thể phơi bày bộ mặt nhấp nháp của chế độ. Một chế độ mà lập ra những bàn bệ truyền vẽ vời hình ảnh để tuyên truyền thì điều đó cũng có nghĩa là bản chất của chế độ này rất xấu. Chính vì cái xấu này không thể thay đổi nên chế độ mới lập ra những cơ quan tuyên truyền khổng lồ. Nếu bộ mặt chế độ này tốt đẹp thì họ cần gì phải tạo ra lớp mặt nạ rồi sơn phết lên trên đó. Phát biểu của Trấn Thành Ở chế độ này không chỉ có một cơ quan tuyên truyền mà có đến hai cơ quan, đó là Ban Tuyên giáo bên Đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông, tức là Bộ 4T bên Chính phủ. Bên Bộ 4T thường chỉ đạo báo chí bằng văn bản, còn bên Ban Tuyên giáo thì thường ra lệnh bằng miệng. Một khi báo chí lỡ đăng tin tức bất lợi theo quan điểm của tuyên giáo thì lệnh miệng từ ban tuyên giáo sẽ ban xuống và các tờ báo sẽ đồng loạt rút bài. Ở đất nước này báo chí không được phép tự do đưa tin mà phải ngó ngang liếc dọc xem bên trên có cấm hay không. Tuy thường xuyên tự kiểm duyệt nhưng đôi lúc vẫn có tờ báo bị trừng trị. Mới đây tờ báo Sinh News bị cấm xuất bản 3 tháng cũng vì không tự kiểm duyệt tốt bản thân. Báo chí đã thế thì người dân cũng không thể khác người dân nói sự thật thì cũng phải nhìn ngang liếc dọc xem lời nói đó có động chạm đến những cái tệ hại của chế độ này không nghệ sĩ cũng tương tự nghệ sĩ là người nổi tiếng có ảnh hưởng nên mỗi phát biểu của họ cũng bị chính quyền này soi rất kỹ cho nên để tồn tại trong chế độ này nghệ sĩ cũng phải biết tự kiểm duyệt mình đó là quy tắc tồn tại mới đây mc trấn thành đã phát biểu một câu rất thật lòng rằng sinh viên việt nam rất thiệt thòi thiếu thốn vì ở việt nam không có đơn vị đào tạo chính thống chính quy mà dùng từ dễ hiểu nhất là gia hồn ở đây trấn thành chê các trường sân khấu điện ảnh của việt nam chẳng ra gì đó là thiệt thòi lớn cho sinh viên việt nam trấn thành có nhiều câu phát biểu làm cộng đồng mạng chửi rủa vì sự giả tạo nhưng trong câu nói này anh ta đã nói thật tuy nhiên cái sự thật này có vẻ đã chạm nọc chế độ nên tờ báo An ninh thế giới cho rằng chàng MC khóc này đã bị vạ miệng. Sự ngu dốt và tùy tiện của giới lãnh đạo đã dẫn đến sự cấm đoán bừa bãi của chính quyền cộng sản. Sự thật là không chỉ ngành điện ảnh mà ngành giáo dục nói chung, chính quyền đã thọc tay vào rất sâu và biến ngày này thành công cụ phục vụ chế độ. Chính vì vậy mà ngành giáo dục và đào tạo ở Việt Nam mới nát bét như hiện nay. Không chỉ sinh viên ngành sân khấu điện ảnh mà sinh viên các chàng ngành nghề khác đều không đạt chất lượng nếu so sánh với mặt bằng chung của thế giới. Đào tạo người làm nghề nghệ thuật cũng đã kém chất lượng mà cục nghệ thuật biểu diễn của văn hóa và thể thao du lịch cũng thọc thay vào vấn đề kiểm duyệt nội dung rất nghiêm ngặt. Sự rốt nát và vô trách nhiệm của cơ quan này đã làm thui chột đi những sáng tác nghệ thuật của giới nghệ sĩ. Cho nên, chất lượng nghệ sĩ cũng như sản phẩm nghệ thuật của Việt Nam cực kỳ kém cỏi cả nên giáo dục lạc lối thì ngành đào tạo nghệ sĩ cũng không ngoại lệ ở các nước như hàn quốc thái lan hay xa hơn là mỹ chẳng hạn có những thứ danh hiệu như nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân nào cả nhưng nhiều tác phẩm nghệ thuật họ làm ra đã làm dậy sóng thế giới nói đâu xa mới đây nhóm nhạc blackpink của hàn quốc đã biểu diễn tại việt nam cho thấy chất lượng sản phẩm nghệ thuật xứ họ mạnh đến như thế nào còn sản phẩm của việt nam thì đang ngộp lặn ở đâu trấn thành mới chỉ đề cập đến một góc nhỏ của vấn đề tuy nhiên với chính quyền không chịu phát triển này thì họ khó chịu với điều đó và cho viết bài bao biện phản bác những gì đã rơi vào bàn tay kiểm soát của cộng sản thì làm gì có cơ hội vươn vai lên được không bao giờ cả Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình, hình trực tiếp với bản tin Ngài khóc chấn thành bỗng thốt câu đáy lòng, chính quyền bị chạm nọc Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo .d.